Và thưa quý vị, trên tay tiếng hát của anh Thanh Sang, bây giờ chúng ta cùng chào đón cặp đôi song ca tiếp theo. Đó là tiếng hát của anh Hương Trương và chị Nghĩa Đoàn với ca khúc được mang tên Tình Đời. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Và một tràng pháo tay thật lớn để chào đón cặp đôi song ca của chúng ta thưa quý vị. Đời vẫn thế em ơi, xin đừng nói đến tình đời. Nên nhớ rằng đời là gian dối, đôi ta mãi còn nhau. Cảm ơn những tràng vỗ tay quý vị đã dành cho cặp đôi song ca vừa rồi rất là nhiều. Một giọng hát rất là hay, rất là ý nghĩa. Và đây là ca khúc nói về cái cuộc đời của những người nghệ sĩ. Người ta vẫn nói là kiếp cầm ca. Sau bức màn nhung thì cuộc sống có rất là nhiều trắc trở và đau khổ buồn mà quý vị chúng ta không thể biết được. Xin cảm ơn hai người rất nhiều.